chào quý vị và bà con nông dân. Trong vòng chưa đầy 10 ngày, Biển Đông đã có 2 cơn bão, trong đó có cơn bão số 2, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền và gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, báo hiệu một mùa mưa bão đầy phức tạp trong thời gian tới. Và để bảo vệ cây ăn quả trước mùa mưa bão, ngay từ bây giờ, bà con cần chuẩn bị các biện pháp phòng chống để giảm thiểu thiệt hại. Cụ thể, trước mỗi đợt mưa bão thì bà con cần chẳng buộc sử dụng tre, luồng để chống cành, chống cây, hạn chế đổ gãy cây, rụng quả khi có gió mạnh. Khơi thông rãnh thoát nước, vun cao xung quanh tán cây không để ngập, úng, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, sự phát triển của quả. Chủ động thu hoạch những loại quả đã chín, phá váng mặt đất sau khi nước đã rút, kết hợp cắt bỏ những bộ phận lá cành đã bị hư hỏng do ngập nước. Sau khi mà bị ngập úng thì nên bón các loại phân vô cơ, các loại phân qua lá, dầu đạm, lân, vi lượng để cây nhanh chóng phục hồi, hạn chế tối đa việc bón các loại phân hữu cơ vào sát gốc cây vì làm cho dễ bị ngộ độc hữu cơ. Ngoài ra thì cần theo dõi và phòng trừ một số dịch hại như là sâu vẽ bùa, ruồi đục trái hay là sâu đục thân. Trở lại với những thông tin thời tiết, những cơn mưa dông được dự báo sẽ còn tiếp tục lặp lại tại các tỉnh thành miền Bắc trong đêm nay và sáng mai. Vẫn còn có những điểm có mưa lượng khá, tập trung nhiều hơn tại các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Bắc. Nhiệt độ cao nhất ngày mai đều phổ biến ở dưới ngưỡng 33 độ, trời mát mẻ. Với các tỉnh thành miền Trung, mưa còn diễn ra rải rác tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh trong đêm nay và ngày mai, sau giảm mưa và có nắng. Khu vực còn lại từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, thời tiết ổn định với nhiệt độ cao nhất duy trì từ 31 đến 34 độ. Từ ngày 15 tháng 6 thì nắng nóng sẽ xuất hiện và gia tăng tại đây. Còn các tỉnh phía Nam, bao gồm khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam suy yếu nên trời có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và 31 tới 34 độ tại Nam Bộ. Đến chiều tối thì mưa xuất hiện rải rác. Những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày 13 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.